Trần Đức đến từ Học viện NIT IPMark xin chào các bạn. Phần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cơ sở dữ liệu SQL và hiển thị dữ liệu lên trên form. Trong folder DTO, tôi add thêm một new item. Tôi đặt tên Customer DTO. Customer DTO của tôi là một đối tượng khách hàng. Tôi đi khai báo và khởi tạo các thuộc tính cho đối tượng. Các thuộc tính của đối tượng khách hàng của tôi bao gồm họ khách hàng, tên khách hàng, số điện thoại và địa chỉ. Như vậy, tôi hoàn thành việc khai báo đối tượng khách hàng. Tiếp theo, tôi đi viết kết nối database. Tôi add thêm một new item vào thư mục DTO. Tôi đặt tên là Connect. Tôi import một số thư viện cần dùng. Tôi add thêm reference. Symptom.configuration. Và tôi tiếp tục viết kết nối database. Tôi thêm vào project một file config. Tôi đặt tên là app.config. Tôi viết câu kết nối của tôi vào trong file config này. Tôi viết một function kết nối. Tôi cũng viết một hàm đóng kết nối. Tiếp theo, tôi viết một hàm để lấy dữ liệu. Tôi build chương trình thấy có một lỗi. Kích đút vào và tôi thay form 1 bằng FGM customer. Tôi build lại và chạy thử. Ok, chúng ta đang có một form chưa có dữ liệu. Chúng ta tiếp tục. Trong thư mục DAO, tôi add thêm một new item. Tôi đặt tên customer DAO. Hàm get data của tôi sẽ trả về danh sách các khách hàng.
Trong folder BUS, tôi cũng add thêm một new item. Tôi đặt tên Customer BUS. Tôi khai báo một biến thuộc kiểu Customer DAO. Và hàm get data của tôi sẽ trả về toàn bộ dữ liệu của customer này. Cuối cùng, tôi đi viết code cho form FGM customer để hiển thị dữ liệu. Trong form load, tôi sẽ gọi hàm load data. Tôi đi xây dựng hàm load data. Tôi binding toàn bộ dữ liệu lên trên các textbox. Sau đó tôi gán data swap cho grid view để hiển thị dữ liệu. Chạy chương trình, form của tôi đã thấy có dữ liệu. Dữ liệu của tôi được hiển thị trên grid view và được binding hiển thị lên trên các textbox. Tôi kiểm tra trong database, ok, có hai bản ghi. Chạy chương trình cũng đã có hai bản ghi. Vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn kết nối thành công tới cơ sở dữ liệu SQL và hiển thị được dữ liệu lên trên form. Sang phần sau, chúng ta sẽ tiếp tục viết chức năng cho các nút như là thêm, sửa, xóa. Xin chào.